Mới đây, các nhà khoa học Israel đã gắn một thiết bị cảm biến vào giường để giúp theo dõi các bệnh nhân. Theo các chuyên gia y học, thì thiết bị này thực sự hữu ích trong việc giữ an toàn cho bệnh nhân và hỗ trợ bác sĩ trong việc kiểm tra sức khỏe bệnh nhân. Thiết bị này có tên gọi là Ugly Sense, được đặt ở dưới đệm ở Bệnh viện Israel, để giúp các bác sĩ theo dõi sức khỏe của các bệnh nhân. Ông Avner Hopperin, quản lý dự án Ugly Sense, cho biết đây là một thiết bị hiệu quả và an toàn, đồng thời không gây ảnh hưởng đến bệnh nhân. Thiết bị này sẽ đo nhiệt độ, nhịp tim và huyết áp của người bệnh liên tục. Nó được kết nối với một máy tính, giúp bác sĩ dễ dàng theo dõi tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Trong khi đó, y tá Anat Magel lại cho rằng thiết bị Olysen sẽ giúp cho người bệnh an toàn hơn. Trong hơn 2 năm qua, trước khi chúng tôi được lắp đặt hệ thống này, không ít lần chúng tôi đã chứng kiến bệnh nhân chết trên giường bệnh mà không kịp gọi chúng tôi. Từ khi sử dụng hệ thống này, chúng tôi có thể biết tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Hiện mỗi thiết bị Olysen có giá 7.000 đô la Mỹ và đang được sử dụng tại hơn 20 bệnh viện tại Mỹ. Không chỉ được sử dụng ở bệnh viện, mà thiết bị này còn được nhiều người Mỹ sử dụng tại nhà đối với các bệnh nhân điều trị tại nhà. These devices will significantly reduce